anh. Sau này nếu mà có chuyện gì xảy ra thì mình cũng phải bình tĩnh nhẹ nhàng giải quyết mọi chuyện anh nhá. Ok, phải nhẹ nhàng chứ, anh làm gì có bao giờ dám mắng em đâu. Em cũng vậy, lúc nào em cũng nhẹ nhàng với anh mà nhỉ. Nhưng bây giờ em phải nghe anh nói chuyện chứ. Thì tôi cũng đang nghe anh nói chuyện đây, anh nói gì nói đi. Nhưng mà phải ngồi xuống đây mới nói chuyện được. Tôi không ngồi, tôi đứng mà nói chuyện với anh được. Anh nói gì nói đi. Nhưng mà em phải bình tĩnh. Tôi đang rất nhẹ nhàng với anh đây, anh không muốn gì nữa. Như vậy mà gọi là nhẹ nhàng à? Chứ không phải nhẹ nhàng là gì nữa, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh đi đi, cút đi. Cút, cút. Bình tĩnh, nhẹ nhàng giải quyết mọi chuyện anh nha.